Huyện Trảng Bom vừa tổ chức lễ khởi công xây dựng trường tiểu học, trung học cơ sở Bắc Sơn tại ấp Tân Thành, xã Bắc Sơn. Đây là công trình trọng điểm trong kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, đồng thời được huyện Trảng Bom chọn để chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Công trình có quy mô diện tích hơn 16.000 m2 với tổng mức đầu tư gần 57 tỷ đồng, được trích từ nguồn ngân sách huyện và tập đoàn Phong Thái hỗ trợ. Công trình được chia làm hai giai đoạn, trong giai đoạn 1 sẽ hoàn thiện các hạng mục khối tiểu học quy mô 2 tầng với 14 phòng học, khối hiệu bộ, cổng, tường rào, nhà xe, nhà bảo vệ, sàn nền, bể nước ngầm, sân, thảm cỏ, đường vào trường với kinh phí gần 36 tỷ đồng. Thời gian thi công 9 tháng, dự kiến đưa vào sử dụng trong năm học 2020-2021. Trong giai đoạn 2, huyện Trảng Bom tiếp tục đầu tư xây dựng các hạng mục như khối trung học cơ sở quy mô 2 tầng, nhà đa năng kết hợp phòng học chức năng, mở rộng đường vào trường từ 7m lên 10m bằng bê tông nhựa nóng, hệ thống phòng cháy chữa cháy và đầu tư trang thiết bị phục vụ dạy và học của nhà trường với kinh phí gần 21 tỷ đồng.